này nó có đê nè, nó không cho nước vô á. Còn cái chỗ nào nó cắt lúa rồi là nó xả nước vô là ngập lúc ngập. Và nó còn lúa nó nhiễm nước không cho vô. Hai cây số nữa. Nó gấp giờ. Này được mất quá. Mày năm sau của Dương Tư. Dương Tư làm đĩa bằng thùng mềm nào vậy Dương Tư? Nhiều lắm. À con biết cái đường này hương rồi nè. Đường này á bằng con với lại ông ngoại chạy lộ bộ đạp xe đạp nè. Tới đây không? Tới rồi, chạy thẳng rồi xong một quẹo là tới rồi đó. Nhưng mà muốn chuyến sau này về mày chạy đạp chứ không có ông Tám á. Chút là tới ông Tám rồi. Con đạp cứ tới dưới. Mà con đâu biết nhà đâu. Bộ hiểm lắm nè.